tuần thứ sáu phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình nên bảo các ông: Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than vang, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Qua đoạn tin mừng, chúng ta thấy trước nỗi buồn thầy trò sắp ly biệt, Chúa Giêsu đã an ủi và dạy bảo các môn đệ hãy tin tưởng vào tương lai. Vì nỗi buồn của các ông sẽ trở thành niềm vui khi Chúa Giêsu phục sinh và Chúa Thánh Thần được ban cho các ông. Thế nên Chúa Giêsu mới nói: Anh em sẽ khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Đây là một lời mặc khải được cấu trúc dựa theo mặt trái của bản văn khải huyền. Cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu nhúng người và các môn đệ vào trong nỗi u sầu. Trước viễn tượng cái chết của mình, Chúa Giêsu nói: Lòng Thầy bây giờ xao xuyến và linh hồn Thầy buồn đến chết được. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã khơi lên một niềm hy vọng cho các ông rằng: Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Quả thật, ở bên ngoài ngôi mộ Chúa Giêsu, không biết người đã sống lại nên Maria Magdalena vẫn khóc lóc. Song nỗi buồn chỉ là một ít lâu, vì người sẽ sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần. Nỗi buồn các môn đệ sẽ trở thành niềm vui bất tận. Các ông không còn phải sợ chi, vì Đức Kitô, Thầy mình là đấng thống trị thế giới. Họ có thể hy sinh cả mạng sống mình để được sống lại trong sự bảo đảm mà Chúa Giêsu chiến thắng mang lại. Nhìn vào cuộc sống, chúng ta nghiệm ra rằng người nông dân vất vả suốt ngày trên nương đồng với hy vọng sẽ thu hoạch được một vụ mùa. Nỗi mệt nhọc của họ sẽ trở thành niềm vui khi lúa thóc tuôn về nhà. Cậu học trò vất vả sớm hôm với đèn sách, với hy vọng thi đậu. Nỗi vất vả, mệt nhọc, lo âu trở thành niềm vui và vinh dự trong ngày trở về vinh quy bái tổ. Người cha, người mẹ lo toan vất vả nuôi dạy con cái và họ vô cùng vui sướng khi con cái thành nhân, thành tài. Cuộc đời dương thế của chúng ta là gieo trong hy vọng để gặt trong hưng hoan. Vậy thì thái độ của chúng ta trước những thất bại, hiểu lầm, đau khổ trong cuộc đời như thế nào? Chúng ta than thân trách phận, khó chịu bực mình với anh chị em? Chúng ta bi quan chán chường hay lạc quan? Chúng ta thực sự tin tưởng ở tương lai, ở tình thương quan phòng của Thiên Chúa? Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận ra rằng chỉ qua đau khổ
con người mới cảm nhận được niềm vui đích thực. Chỉ qua thiếu thốn và chia lìa, con người mới cảm nhận được hạnh phúc khi được đầy đủ và sum họp. Xin cho chúng con học được chính bài học này để sống trọn hành trình theo Chúa.